À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái chương cơ sở lập trình điện, một nhỏ là BIOS chung, a nhỏ là hệ tọa độ và chiều quay của máy điện. Chúng ta để ý là khi điện ta có hai kiểu máy điện. Kiểu thứ nhất là giống như các cái máy điện vạn năng truyền thống là dao ta sẽ nằm bên phía người thợ đứng, đây như trường hợp này. Và trường hợp thứ hai là cái ụ gá dao sẽ nằm ở phía đối diện, tức là bên kia người thợ đứng bên đây và cái ụ gá dao nằm bên đây. Thì theo hệ trục tọa độ, nếu như cái ụ gá dao nằm cùng phía với người thợ đứng đó, như trường hợp này, thì trục Z lúc nào cũng hướng từ mâm cặp ra chi tiết trục dương, Z dương, và trục X là chỗ này hướng từ chi tiết đến dao. Ngược lại bên cái hệ tọa độ bên đây thì trục Z thì cũng giống bên đây, là hướng từ mâm cặp ra và chi tiết là hướng Z dương, và trục X là hướng từ chi tiết đến đầu dao. Đó là chiều và trục của X và Z. Còn chiều quay của chi tiết, hay nó nói cách khác là chiều quay của mâm cặp, được tính như là chiều quay dương, tức là chiều quay cùng chiều đồng hồ, được tính là nhìn từ mâm cặp đến dụng cụ cắt. Ví dụ mâm cặp này ta đứng ta nhìn về dụng cụ cắt, về dụng cụ cắt ngoài cái này, vậy là này là hướng dương và quay theo chiều này rồi quay cùng kim đồng hồ, và quay như này là ngược chiều kim đồng hồ ứng với cái hệ tọa độ tay phải. Còn hệ tọa độ tay trái thì đây ta đứng nhìn ra thì chiều này cũng là chiều chiều dương, quay chi tiết quay cùng kim đồng hồ cũng là chiều này, và ngược kim đồng hồ cũng là chiều này. Một cái chú ý nữa là tọa độ đối với máy điện thì tọa độ theo phương X, tọa độ theo phương X này luôn lập trình và tính theo tọa độ đường kính chi tiết. Đối với máy điện thì thông thường ta có hai cái góc tọa độ mà ta hay xài thì khai báo cho G54, đó là góc tọa độ chi tiết W thường chọn ở đầu bên đầu ngoài cùng bên phải của chi tiết. Đây, chi tiết màu xanh này ta thường chọn đầu này, trục Z này, trục X này. Cái thứ hai là thường một cái kiểu nữa ta thường hay chọn ở vị trí này, thì thường không thường có hai kiểu. Qua qua phần hai nhỏ, tức là tốc độ trục chính, thì đối với các loại máy tiện CNC, tốc độ trục chính có thể điều chỉnh vô cấp. Khi tiện mặt đầu, nếu tốc độ quay N không đổi thì tốc độ cắt V sẽ thay đổi theo đường kính, nên ảnh hưởng đến độ bóng của bề mặt. Tức là sao? Tức là khi mà mình tiện mặt đầu á, thì cái dao mình chạy càng vào trong chi tiết thì đường kính nó càng nhỏ lại, mà đường kính càng nhỏ lại thì cái V mình, nếu như N không đổi, như tốc độ quay tốc độ vòng quay á, trục chính không đổi, thì cái V mình nó sẽ càng nhỏ lại, dẫn đến độ bóng bề mặt mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên mình có một cái mã lệnh, đó là G96 để cài đặt tốc độ mặt không đổi. Và cái đơn vị của G96S này là mét trên phút. Mét trên phút. Nếu như ta dùng trước đó ta dùng G21, tức là gia công theo hệ mét, còn là feet trên phút nếu ta dùng gia công là hệ inch. Chú ý, nhưng mà về lý thuyết á, thì khi bán kính tiến dần về không thì tốc độ quay phải rất lớn, dẫn đến dễ hư động cơ, nên ta khống chế tốc độ trục chính tối đa bằng lệnh G50. Ta có mệnh lệnh để khống chế trục chính thôi, tức là khi mà đường kính nó dần về không thì tốc độ quay nó phải N nó phải tăng lên để nó bù lại, để giữ cho tốc độ mặt, tức là V không đổi. Nhưng mà khi D nó về không thì N tăng lên rất lớn, dẫn đến là động cơ ta mau hư.
cho nên tăng đến một mức nào đó thôi, không cho phép tăng nữa, thì ta lại dùng mã lệnh G50 ép cái gì, ép bao nhiêu đó để cài đặt tốc độ trục chính lớn nhất. Nếu như nó tăng tới tốc độ trục chính mình cài cài đặt đây rồi thì nó không tăng được tăng lên nữa. Một cái chú ý là S trong cái G50 này chính là N, tức là số vòng quay, và S trong cái G96 này chính là T, tốc độ cắt. Một cái mã lệnh nữa là G97 là giữ cho số vòng quay trục chính N không đổi, số vòng quay trục chính N không đổi. Cái này nó sẽ ứng dụng ở đâu? Ứng dụng khi mà mình tiện ren. Tiện ren là mình cần tốc độ trục chính quay chính xác, tức là không đổi, để cái bước ren của mình nó không bị thay đổi, bước ren mình cố định thì tiện ren nó mới chính xác. Đây ta có một cái ví dụ để ta hiểu được cái G50 và G96. Đây, ví dụ ta có chi tiết như này, ta muốn tiện chi tiết như này. G00 x 1000, z 1004, x 1000, x là chục này, x 1000, z 1004, đây z đây, z 1004, x 1000, nằm đầu trên đây. Sau đó thay cùng nhau 33 rồi chạy về vị trí x 400, z 1050, x 400, đây x 100, z 1050, 1050, đây nó ra cái vị trí này. Rồi đến G50S 3000, tức là gán tốc độ cực đại cho trục chính, tức là trục chính là tốc độ đạt maximum như đây, không được quá giá trị 3000 này. Sau đó mình gán tốc độ cắt cố định là G96, tức là V là 200 mét trên phút. Sau đó mình di chuyển đến vị trí Z700 và lượng chạy dao là 1000. Z700 đây, cắt đoạn này tới đây, 700 đây, chút này chút Z. Rồi sau đó mình cắt cái đoạn nghiêng này, thằng con này là X600, 600 này, 600 này, và Z là 400. Nhóc ta đổ mình nằm trên này. Đây là một cái ví dụ. Tọa độ phần 3 nhỏ là tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối. Cũng giống như bên phay thì bên tiện cũng vậy, ta dùng G90 để khai báo gốc tọa độ tuyệt đối, sử dụng tọa độ tuyệt đối. Ở đây ta chú ý là bên tiện mình không có dùng y, bỏ y đi. Rồi để sử dụng tọa độ tương đối thì mình sẽ dùng U và V kép. Thì đối với máy tiện thường người ta không có dùng G91. Các bạn để ý cái vấn đề này nha. Thì G tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối thì chúng ta đã học bên bên máy phay rất rõ rồi. Ta có một ví dụ dao đang ở vị trí A này. Vị trí A này. Ta muốn chạy tới B thì ta có hai cách viết, một là viết theo cách sử dụng tọa độ tuyệt đối, hai là viết theo cách sử dụng tọa độ tương đối. Bây giờ mình sẽ viết theo cách sử dụng tọa độ tuyệt đối. A đây, dao đang đứng đây, mình chạy tới đây là mình dùng G00. Ở đây mình chưa có cắt vô phôi cho nên mình chạy dao nhanh, G00 x40. Đây đường kính nè, đường kính nếu như bán kính từ đây tới đây là 20 thì cái trục này là trục x, trục thẳng đứng này là trục x, thì mình phải lập trình theo đường kính, tức là phải là 40. Vị trí này là B có tọa độ x là 40. Z56 gốc tọa độ nằm đây, từ đây tới đây là 56. Và nếu mà ta muốn lập trình theo tọa độ tương đối thì G00 U từ vị trí này ta chạy theo hướng x, chạy theo hướng âm xuống, chạy xuống một lượng là 30. Nhưng mà theo theo trục x thì mình phải lập trình theo đường kính cho nên nhân gấp đôi lên là 60, và chạy qua đây là trục z, trục z là v kép, v kép từ điểm A này chạy đi điểm B là theo chiều âm trừ 30.5. Bốn nhỏ là thiết lập đơn vị.
Thì để thiết lập đơn vị, ta có hai dạng là gia công theo hệ hệ in là G20 và gia công theo hệ mét là G21, giống như bên máy phay. Một cái điểm đặc biệt của bên máy tiện đó là chọn đơn vị tốc độ tiến giao. Thì nếu như ta dùng G94 chọn đơn vị tốc độ tiến giao là mét chín phút, còn nếu ta chủ dùng G95 chọn đơn vị tốc độ tiến giao là mm trên vòng. Thì thông thường ta dùng là G94, tiện trơn rồi bình thường dùng G94 mm trên phút. Nhưng đặc biệt khi tiện ren là sao? Mình yêu cầu cái bước ren chính xác, tức là một vòng quay của trục chính ứng với con dao mình nó chạy được bao nhiêu mm thì mình lại nên dùng cái G95 để tiện ren nó chính xác hơn. Năm nhỏ khai báo giao cắt, thì mã lệnh khai báo giao cắt là T, một cái số nào đó à, rồi đến thêm số nào nữa, tức là TAABB, trong đó AA là số thứ tự của dao trong ổ, ví dụ dê số 1 là số 2, T01, T02. BB là số hiệu bù trừ dao, ví dụ cái dữ liệu bù trừ dao mình để ở ô số 1 hoặc là ô số 2. Thì đây có một quy định là mình gọi con dao số mấy thì thông thường cái số hiệu bù trừ dao mình ở để ở cái ô đó luôn, để tránh lộn. Ví dụ dao số 1 thì để cái dữ liệu bù trừ dao ở ô 01 luôn. Một cái chú ý nữa là trên máy tiện ta không dùng M6, ta T0101, T0202 là máy tiện nó tự hiệu và nó tự thay luôn. Cái số 6 là tắt mở dung dịch tứ muội. M07, M08 là mở, M09 là tắt. Thì nhiều máy tiện CNC á, nó có hai máy bơm dung dịch tứ muội, một máy bơm áp suất thấp và một máy bơm áp suất cao. Máy bơm áp suất cao thường sử dụng cho các đường làm mát đi qua tầm mũi khoan khi khoan sâu. Nhờ áp suất cao, phôi dễ bị đẩy ra ngoài khỏi lỗ khoan. Bơm áp suất cao này được kích hoạt bởi mã lệnh M07. Thì thông thường á, mình tưới mũi bình thường như kiểu này thì mình dùng M08 và tắt bằng M09. Dừng chương trình, mã lệnh dừng chương trình. Đây ta có một số mã lệnh dừng chương trình như sau: M01 là dừng chương trình tạm thời. Có lựa chọn option, tức là khi ta trong chương trình ta viết M01 thì máy nó chạy tới, nó gặp M01 nó sẽ dừng lại. À, thì ta muốn chạy tiếp thì ta bấm cái nút start ở trên cái bảng điều khiển thì nó sẽ chạy tiếp. Còn M00 là dừng tạm thời. M30 là kết thúc chương trình, cái này thì ta đã biết rồi. Tám nhỏ là lệnh chạy dao tự động về điểm chuẩn thông qua điểm trung gian. Thì mã lệnh là MAR28 XZ, trong đó XZ là tọa độ của điểm trung gian. Ví dụ ta đang tiện cái chi tiết này đó, tiện tới đây, ta muốn chạy dao về hơn, thì nếu ta chạy thẳng từ đây qua đây thì nó sẽ chạm cái đầu chỗ này, cho nên ta phải chạy lên điểm trung gian rồi ta mới chạy qua đó. Thì ta dùng câu lệnh là G28 và ta khai báo ấy. Ví dụ điểm tọa độ trung gian đây là X90 và Z30, thì G28, X90, Z30 nó sẽ dao nó sẽ chạy qua điểm này và chạy về điểm chuẩn, tránh bị đụng dao. Một cái chú ý là sự khác nhau với dùng chế độ reference, tức là trên máy ta có cái nút mà để mình đưa trả máy về tọa độ chuẩn, tức là trả về home, và lệnh R28 này thì nó khác nhau như thế nào. Thì đối với cái chế độ mà mình chọn cái nút reference ở trên trên máy á, trên phím điều khiển trên máy á, thì nó trở về điểm chuẩn của máy theo từng trục, còn đối với lệnh R28 này nó sẽ không theo từng trục, có thể nó chạy đồng thời cả hai trục cùng một lúc. Chế độ reference thường dùng tay để điều khiển trực tiếp trên trên bàn phím của máy CNC, còn R8 này là mình sử dụng trong chương trình, trong cái mã code của chương trình. Ta có một cái ví dụ như sau. À, đây phôi của mình là chiều dài 200, chiều đường kính là 80, G50 S3000. Đây là mã lệnh G50 là để hạn chế tốc độ tối đa.
G96S 120 là tốc độ mà không đổi, tức là V của ta là 120, M03 là quay cùng chiều đồng hồ, bậc trục chính để quay cùng chiều đồng hồ, T0101 là thay con dao số 1 vào, bù trừ dao là 01, M08 là mở tứ mũi, G01, G05X85Z2 là chạy phôi mình phi 80, chạy tới 85, chạy tới 85 và cách bề mặt ra là Z2, sau đó mình ăn vô Z4, Z-4 với tốc độ F là 0.3, xong mình chạy xuống X-2, tức là cái khóa bắt đầu này, xong rồi chạy giật ra thả, xong chạy giật ra Z2, xong chạy về X-75, rồi chạy rồi cắt Z-100, rồi cắt vô này chạy 100, nhưng mà không chỉnh tắt tứ mũi. M03 là ở đây phải M03 mà đây là M30. Đó, kết thúc chương trình. Tôi sẽ mô phỏng cái này trên phần mềm SSCC cho các bạn xem. Copy này. Tôi dán vô đây, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Rồi tôi qua SSCC, bấm Edit, Google RAM, đi 1O1001. Xuống, thôi chương trình này lên đây. Sau đó tôi khai báo dao, chọn vô đây, chọn dao này, kéo xuống, xong tôi báo tuần, ok, đó, đặt con dao lên này. Sau đó tôi mới khai báo phôi, đó là vô stock size, đường kính diameter đường kính và chiều dài lên 20, ok. Rồi sau đó tôi xác định góc tọa độ chi tiết vô Rabbit Position. Ở đây đối với máy tiện thì SNCC nó cho ta hai cái điểm chuẩn mà thường dùng để dùng xét góc tọa độ chi tiết, đó là điểm ngay tâm và điểm ngay đầu mút này. Ta thông thường ta chọn này để ta xét góc tọa độ chi tiết này. Sau khi ta chọn vô vị trí đó thì phần mềm sẽ tự động đưa cái đầu mũi dao về đúng vị trí tâm chi tiết. Sau đó mình chọn offset, vô offset, vô symmetry, ít không mở xưa, ít không mở xưa. Rồi sau đó mình bấm vào program, ngay mình sẽ chạy từng câu lệnh. Trước khi chạy mình sẽ trả về gì không, mình bấm vô reference, đây, reference. Bấm z, bấm x. Rồi ở đây tôi chỉnh ý bạn, tôi chỉ các bạn là chỉnh cái vòi nước này cho nó phun đúng vị trí luôn. Đây ta vô machine operation, vô access column này, hiện giờ ta có hai vòi nước, ta sử dụng các phím này để điều khiển ra vào đó, dài ngắn đó. Rồi cái vòi này vòi thứ hai, dài ngắn. Rồi, độ cong góc. Rồi, nếu mình thấy được là mình ok. Rồi, mình sẽ chạy. Chạy từng dòng lệnh. Đây, chương trình. G50. S300 là hạn chế tốc độ tối đa. G96 là khống chế tốc độ mặt không đổi, tức là V không đổi. M03 là quay cùng chiều đồng hồ. Thay con dao số 1 vào. M08 là bật tứ mũi. Ở đây chúng ta để ý, mình khi mình gặp lệnh M08 bật tứ mũi. Nhưng mà tại sao nước chưa chảy? Nước chưa chảy là do này.
ở đây là code điều khiển trong chương trình, còn ở đây nó có cái phím cứng nữa. À, mặc dù có lệnh điều khiển trong chương trình rồi nhưng mà mình chưa bấm cái nút này thì nó sẽ không không kích hoạt máy bơm để bơm nước lên. Để trường hợp này để anh chị, ví dụ trong chương trình này mình viết cái mã lệnh có tưới nguội, nhưng mà giả sử ở đây mình cái phần bể hứng của mình nó bị hư cái gì đó, mình có thể tắt được, tránh trường hợp mình phải vô đây mình xóa trong chương trình rất là khó. Này bấm như này đó. Ta thấy phun nước tưới nguội rồi. G00 x85 z2 là chạy ra tới vị trí này, x85 z2, G01 z-4 lẫn vô z-4 rồi, G01 x-2. Chúng ta thấy không, càng về tâm thì cái ta nghe cái độ rít của máy nó tăng lên, tức là gì, ở đây ta cài chế độ cắt tốc độ V không đổi, cho nên là càng về đây, càng về tâm thì đường kính D nó sẽ nhỏ lại, thì nó N tốc độ quay của trục chính nó sẽ tăng lên. Tiếp dịch ra 2, dịch ra theo phần Z2. À, khi mà G00 chạy tới X75, tức là nó chạy đường kính nó tăng lên, thì ta nghe tiếng máy nó sẽ nhẹ đi, chứng tỏ là gì, cái động cơ mình nó quay quay chậm lại một chút để nó đảm bảo là tốc độ V không đổi. G01 Z-100 cắt vô chuyển trăm. G08 chạy về điểm chuẩn thông qua trung gian. Này, chúng ta đi hiện giờ là nước tưới nguội đang phun. M09 tắt tưới nguội. M30 kết thúc chương trình. Để chị quan sát chi tiết, ta có thể bấm vô đây tắt để không hiển thị cái giờ tưới nguội rồi, hoặc là ta có thể nhìn theo hình chiếu 2D, ta bấm vô đây 2D view. Này ta thấy sau khi tiện xong thì dao nó sẽ chạy qua điểm này, G28 qua điểm chút dao này và chạy về điểm chuẩn, kết thúc chương trình. Thì tôi vừa mới trình bày cho các bạn xem là các cái mã lệnh trong cái chương cơ sở lập trình tiện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn các bạn tại các clip sau. Xin chào các bạn.